Thưa quý vị, là tuyến giao thông kết nối giữa đường cao tốc La Sơn-Túy Loan với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và quốc lộ 1 phía Nam hầm Hải Vân. Tuyến Hòa Liên-Túy Loan qua địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay chỉ có 2 làn xe, đường chật hẹp nhưng lại gánh một lưu lượng lớn xe tải trọng nặng qua lại thường xuyên. Hiện trạng hạ tầng giao thông tại tuyến đường này đang là nút thắt, cản trở sự phát triển kinh tế vùng. Đoạn tuyến quốc lộ Hòa Liên-Túy Loan dài 11,5 km là tuyến giao thông nối giữa hai sườn cao tốc La Sơn-Túy Loan và cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và quốc lộ 1 phía Nam hầm Hải Vân. Khi các phương tiện lưu thông qua đây thường gặp khó khăn do đang di chuyển nhanh trên cao tốc thì vào đường quốc lộ, lưu lượng phương tiện quá lớn cũng khiến tuyến đường thường xuyên xuống cấp và phải duy tu bảo trì liên tục. Lưu lượng xe thì rất là đông, đường thì nói chung là còn hơi hạn hẹp, gồ ghề một chút, nếu mà được tu sửa rồi thì nó sẽ đảm bảo an toàn giao thông hơn. Theo thống kê của đơn vị quản lý đường bộ thì cái khối lượng coi như là rạn nứt và bong tróc ở trên mặt đường thì khoảng là trên 10.000 mét vuông. Theo cái yêu cầu thì cái nguồn kinh phí vẫn chưa đáp ứng được cái công tác mà khắc phục hư hỏng ở hiện trường. Tuy nhiên là coi như là đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên vẫn cố gắng để coi như là thực hiện. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn chỉnh tuyến cao tốc quan trọng này, ngày 9 tháng 12 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư đường cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông qua thành phố Đà Nẵng. Dự án có tổng chiều dài 11,5 km với tổng mức đầu tư của dự án khoảng hơn 2.100 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đường thành phố Hồ Chí Minh, đại diện chủ đầu tư phối hợp với thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc để khởi công dự án sớm nhất. Dự án này thì bố trí vốn ngân sách nhà nước. Thế còn tiến độ triển khai thì song hành, một mặt thì là chúng tôi đã hoàn thiện được các thủ tục với địa phương về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, về chuyển đổi rừng cũng như là các thủ tục về DTM, chi trả đền bù và giải phóng bằng cho dự án. Tập trung trong công tác là đấu thầu, lựa chọn tư vấn thiết kế, bước tiến kỹ thuật sẽ xong sớm và dự kiến là cuối quý 2, đầu quý 3 là sẽ khởi công dự án này và tiến độ thì sẽ cơ bản hoàn thành trong 2025. Nếu mà tuyến này đi vào khai thác thì nó sẽ kết nối luôn 4 làn xe thông luôn từ Nam ở Hải Vân nối thẳng ra cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi để đi tiếp các tỉnh phía Nam. Dự án khi hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện và nâng cao năng lực khai thác nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của tuyến đường trong việc kết nối cao tốc La Sơn Hòa Liên và hầm Hải Vân quốc lộ 1A với cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi và quốc lộ 14B, đảm bảo giao thông thông suốt, kiềm chế tai nạn giao thông, thuận lợi công tác cứu hộ cứu nạn, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, bảo đảm an ninh quốc phòng, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung Tây Nguyên và thành phố Đà Nẵng.